Bạn nào mà thích xài tablet của Samsung á, mà thích màn hình nhỏ thì cũng có. Còn nếu như mà thích xài màn hình khủng, có luôn. Và đây, bộ ba máy tính bảng mới nhất của nhà Samsung, Galaxy Tab S9 Series. Hãy cùng mình tìm hiểu về bộ ba này trong video ngày hôm nay nhé. Go go go. Sẵn đây thì mình đang có cả 3 phiên bản của Galaxy Tab S9 Series. Và theo trải nghiệm của mình thì mình thấy là cả 3 em này đều có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ nói về những cái điểm chung của cả 3 em này nha. Nếu như trên Galaxy Tab S8 Series thì chỉ có mỗi bản Ultra mới được sử dụng lại tấm nền là Dynamic AMOLED 2X, thì nay cả 3 chiếc Tab S9 đều đã được sử dụng lại tấm nền này, giúp mình mang lại những cái trải nghiệm nhìn tốt hơn, xem phim này nọ đã hơn nè, hay những bạn làm đồ họa thiết kế thì cũng rất quan trọng cái phần màn hình thì cũng được tối ưu tốt. Thì nay cả 3 phiên bản Galaxy Tab S9 đều được sử dụng lại tấm nền Dynamic AMOLED này, giúp mình mang lại những cái trải nghiệm nhìn tốt hơn, xem phim này nọ đã hơn, hay những bạn làm đồ họa thiết kế cũng rất quan trọng cái phần màn hình này thì cũng được tối ưu tốt. Đều hỗ trợ IP68. Đây là một cái chuẩn kháng nước kháng bụi mà theo mình thì rất là cần thiết, bởi vì mình sẽ sử dụng nó giống như một chiếc laptop mang đi ra ngoài sử dụng rất là nhiều, cho nên chắc chắn là nó phải không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Cấu hình của em này sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 8 Gen 2 mạnh mẽ, thuyết phục. Thật sự là nhiều bạn hỏi tablet đâu có chuyên chơi game hay gì mà phải sử dụng chip mạnh, nhưng mà nếu mấy bạn tìm hiểu về công nghệ thì sẽ hiểu là chip mạnh nó sẽ tối ưu rất là nhiều thứ liên quan đến phần cứng, ví dụ như là màn hình, camera, nó sẽ được tối ưu khả năng mà không bị giới hạn. Cả ba sẽ được trang bị một cái hệ thống tản nhiệt buồng hơi, giúp cho máy của mình nó thì không bị hiện tượng quá nhiệt. Nói chung là với một cái mặt lưng nhôm như thế này thì việc trang bị một cái tản nhiệt tốt là rất là cần thiết. Nói đến thế mạnh của Galaxy Tab thì phải nói đến là có nhiều phần mềm dành cho người sáng tạo nội dung, ví dụ như là GoodNote, Samsung Note dùng để phát thảo ý tưởng, ghi chép, hay là chế độ Samsung Desk thì giúp tùy biến tablet như một chiếc laptop chẳng hạn. Rồi mình còn sử dụng được cả bút S Pen để mà ghi chép, vẽ thiết kế này nọ nữa. Có cả tính năng pop-up view hay là chia đôi chia ba màn hình cực kỳ tiện ích luôn. Tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người mà cả ba chiếc tablet này nó sẽ phục vụ cho những mục đích khác nhau. Ví dụ nha, nếu như mình có tiền mình mua cả ba chiếc tablet này thì mình sẽ sử dụng nó như thế nào? Với kích thước 11 inch nhỏ nhất, mình sẽ dùng Galaxy Tab S9 để mang đi mọi nơi. Check nhanh thông tin chỉ cần lớn hơn điện thoại là đã đáp ứng được yêu cầu của mình rồi. Còn Tab S9 Plus lại có kích thước là 12.4 inch này á, lại khá phù hợp để cho mình dựng video, học tập. Nó không có bị quá to. Nói chung là S9 hơi nhỏ thì mình sẽ dùng em này để mang đi học nha. Rồi, bây giờ đến nó, Galaxy Tab S9 Ultra. Mình sẽ dùng để làm việc là chủ yếu. Em này mà dựng video cơ bản vẽ vời á thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nó to như thế này, 14.6 inch chứ chả đùa. Ngang ngửa như một chiếc laptop nhưng mà nhẹ hơn nhiều, chỉ 732 gram mà thôi. Nó còn khá phù hợp cho những người thích sự gọn gàng nhẹ nhàng. Nó thì mình gắn bàn phím, còn không cần thì tháo ga cầm trên tay như thế này cũng rất là tiện luôn nha. Đấy, mình giàu mà, cho nên là mình sẽ mua cả ba. Và mỗi máy thì mình sẽ dùng cho một mục đích khác nhau. Bên cạnh đó, pin của ba chiếc máy tính bảng này cũng khác nhau. S9 là 8400, còn S9 Plus là 10.090 mAh, và khủng nhất là S9 Ultra 11.200 mAh. Mà nhờ vào con chip cho nên là thời lượng cũng có sự tăng đáng kể. Trải nghiệm thực tế thì mình thấy là cái thời gian sử dụng khá dư cho một ngày giải trí, học tập và làm việc của mình. Mỗi phiên bản thì nó sẽ có một cái giá bán khác nhau, và giá sẽ dao động từ 19.990 cho đến là 32.990. Chúng ta sẽ có 5 tùy chọn cho 3 phiên bản. Đừng quên thời gian đặt hàng của chúng ta đến ngày 11 tháng 8. Khi đặt hàng trước, mọi người sẽ nhận ngay rất nhiều ưu đãi, bao gồm bộ quà tặng độc quyền Minh Tuấn trị giá 1,5 triệu, nhân đôi bộ nhớ trị giá 2 triệu, khu cũ lên đời trợ giá 2 triệu, giảm 2 triệu khi mua cùng phone 5, flip 5, tặng phí mua hàng phụ kiện Samsung trị giá 2 triệu, tặng gói Samsung Care Plus sử dụng phòng chờ thương gia miễn phí, Microsoft Office 1 năm, tặng cốc sạc 45W chính hãng Samsung. Quá là nhiều những cái ưu đãi, mọi người nhớ click link ở phía bên dưới nha. Hy vọng là mọi người đã hiểu được đúng nhu cầu và chọn lựa cho mình một máy tính bảng phù hợp cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Còn bây giờ mọi người nghĩ sao về bộ ba máy tính bảng này? Hãy comment ngay ở phía bên dưới cho mình biết nha, và đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho mình Tống Mobile ha. Bye bye.